Đây là một chiếc bánh sinh nhật vô cùng đặc biệt. Còn đây là một vị khách gục ngã khi nghĩ mình là bất bại. Những điều tuyệt vời đều đang diễn ra ở quán nhắm 80 Trần Nhật Duật. Trai xinh, gái đẹp, những vị thần nát bét, món ăn tuyệt vời, rượu buffet, những điều bất ngờ, và cả sự đáng yêu. Tất cả đều đang tạo nên một thế giới vô cùng đáng sống. Kia là Mi, còn đây là Sơn, còn đó là Trang. Bạn nghĩ sao khi được đắm mình vào cuộc sống của những vị thần này? Các loại thịt, thịt chó, thịt người, thịt chuối. Nhìn xem cô gái kia đang nhảy một cách điêu luyện thì biết, thịt nào ở 80 Trần Nhật Duật cũng đều bán, kể cả là bê đê luôn. Kết thúc phim bạn sẽ thấy vô cùng nhạt nhẽo, nhìn thấy toàn những vị khách say xỉn và nôn nọe, nhưng kiểu gì các bạn chả xem hết. Hãy kệ cái con bé đang nghịch ngợm ba con sói này đi nhé, đừng để ý đến nó làm gì. Đứng dậy và đến quán và nhắm đi nhé, a hi hi đổ nát.